Hello hello, xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thuận đã trở lại rồi các bạn. Và đây là cái video đầu năm cho nên trước hết Thuận muốn gửi một lời chúc đến cho bạn và gia đình. Hy vọng là các bạn và gia đình sẽ có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Và đáng lý đâu hôm nay sẽ không có video tại vì Thuận đã chia sẻ với các bạn Thuận sẽ nghỉ ngơi 4 ngày. Nhưng mà sau 3 ngày đó thì Thuận đã quyết định trở lại để mà tiếp tục chia sẻ như thường lệ với các bạn. Và chúng ta đã có rất nhiều những cái sự sôi động trong thị trường. Các bạn nhìn thấy được là giá khôi đã tăng liên tục hiện bây giờ mức là 48.136 các bạn cách đây vài ngày đó giá khôi chỉ là 44 mươi năm 000 mà thôi và đã có sự tăng trưởng liên tục trong vòng mấy ngày qua rất là sôi động luôn các bạn thì các bạn cũng sẽ muốn biết đặt tình hình thị trường như thế nào nhưng mà nào mà theo dõi kênh nên thì cũng đã biết được một số thông tin rồi chúng ta có tin tức gì lớn hay không hay là chúng ta đang chứng kiến một sự kiện gì đó tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cũng giống như là trong video này là chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái sự kiện tài chính lớn trong tuần này tại vì ngày hôm nay đó là ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ chúng ta sắp sửa bước qua một tuần mới và trong tuần tới này chúng ta lại có một cái thông tin rất là lớn có sức ảnh hưởng đối với lãi suất của Fed các bạn và chúng ta đương nhiên cũng sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái tin tức nổi bật trong vòng mấy ngày qua và chúng ta cũng sẽ Cùng nhau trung bình giá cao demo. Hiện bây giờ tới đâu rồi các bạn? giống như là mỗi tuần chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo và tuần này cũng không ngoại lệ thì về giá cả đó các bạn thấy được giá cả rất là tốt và không chỉ riêng là Bitcoin chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa của thị trường bây giờ đã đến gần là 1,9 nghìn tỷ rồi cách đây vài ngày chúng ta vẫn đang ở mức là 1,7 nghìn tỷ chúng ta được bây giờ đã lên tới là 1,9 nghìn tỷ rồi nhưng mà trước hết chúng ta hãy trở lại dòng thời gian hãy nói về là những năm trước đó, thì giá Bitcoin ở cái ngày Tết là như thế nào các bạn thì đây là cái thống kê giá của Bitcoin những ngày Tết từ năm 2015 tới năm 2024 đương nhiên đây là ngày Tết các bạn cho nên chúng ta thấy được là cái ngày nó sẽ không có trùng hợp nhau mỗi một năm và chúng ta muốn so sánh năm này qua năm nọ đây thì cái cách mà so sánh nó rõ ràng hơn là các bạn lấy cái mức giá ở tháng 11 tại vì tháng 11 không biết tại sao trong vòng bao nhiêu năm qua cái tháng 11 lại là một cái tháng rất là quan trọng tại vì đỉnh hay đáy của từng chu kỳ đã hầu như nó trong cái phạm vi khoảng chừng là 3 tới 4 tuần từ tháng 11 các bạn chúng ta có thể nghĩ tới năm 2017 đó thì cái đỉnh của năm đó là tháng 12 các bạn cũng là trong cái phạm vi là 4 tuần chúng ta có thể nghĩ đến là cái đỉnh của năm 2021 cũng là tháng 11 chúng ta có thể nghĩ đến là cái mức giá Bitcoin xuống 15.000 đô năm 2022 cũng là khoảng tháng 11 thì chúng ta sẽ thấy được cái chu kỳ giá nó rõ ràng hơn nhưng mà khi chúng ta nhìn vào giá của bitcoin ngày tết đó, thì chúng ta ít ra cũng có thể có được một cái nhìn tổng quát hơn tại vì không biết là nhiều bạn đã thường hay xem những cái biểu đồ ngắn hạn hơn nhưng mà khi các bạn zoom ra các bạn mới thật sự thấy được cái xu hướng của tài sản này là như thế nào tại vì nếu chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin năm nay đó thì tết ở mức là 47.100 đô và nếu chúng ta trở về năm 2021 là cái năm mà cái mức giá gần cái mức giá năm nay nhất là 48.000 đô cũng là cái mức giá ngày tết cao nhất trong lịch sử Bitcoin các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ như thế này, năm 2021 đó chính là cuối chu kỳ đó các bạn, trong khi năm 2024 này khi chúng ta so sánh lịch sử chu kỳ thì năm nay nó sẽ là năm 2020 tại vì năm nay là năm có bitcoin hai bình các bạn cũng giống như năm 2020 và chúng ta đã được cái sự tăng trưởng giá như thế nào rồi năm 2020 tết năm đó giá chỉ có 8.400 đô bây giờ đã là 47.100 đô rồi và đó là cái sự bắt đầu của một chu kỳ mới các bạn trong khi chúng ta nhìn thấy được là giá bây giờ bắt đầu một chu kỳ mới dựa theo lịch sử 4 năm đã gần bằng cái mức của năm 2021 rồi Đó là một năm mà kết thúc chu kỳ các bạn Một năm mà cực kỳ bullish giá tăng tới 69.000 đô Cho các bạn có thể hình dung được là cái sự tiến triển của Bitcoin Khi chúng ta zoom ra là như thế nào các bạn có thể nghĩ như thế này, khi chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin đó giống như từ năm 2015 tới năm 2017 thì phần lớn trong cái lịch sử đó Giá Bitcoin là khoảng 3 con số. Đương nhiên năm 2017 à, đã có lúc lên tới là 19.000 đô. Nhưng mà chúng ta nói phần lớn trong cái thời điểm đó giá Bitcoin là khoảng 3 con số mà thôi nghĩa là dưới 1.000 đô. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2018 tới năm 2020 thì giá Bitcoin là từ... 1.000 đô cho đến 10.000 đô, các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin phần lớn là bốn con số. Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là từ năm 2021 tới bây giờ là giá Bitcoin là năm con số. Chúng ta nhìn thấy được là cái phạm vi là từ 15.000 đô cho đến cái mức cao là 69.000 đô. Cái mà tôi muốn các bạn nhận ra được là giá Bitcoin trong vòng vài năm là ba con số phần lớn trong thời điểm đó rồi lên tới bốn con số. Rồi bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời kỳ là năm con số, các bạn. Giá Bitcoin bây giờ là 40. 8.000 đô rồi và sau này thì Apple có thể lên tới là 6 con số và 7 con số nếu chúng ta tiếp tục thấy cái sự tiến triển của thị trường Bitcoin như thế này tại vì càng ngày thị trường này càng lớn mạnh càng ngày chúng ta càng có nhiều người có lòng tin trong thị trường này hơn và mỗi một lần mà chúng ta có một cái sự tăng trưởng mạnh thì sẽ dẫn thêm nhiều người mới vào thị trường này và các bạn cũng đã biết là không phải ai cũng ở lại cho nên khi mà tình hình không tốt giống như, như năm 2022 đã nhiều người sẽ rời khỏi nhưng mà thường tin chắc là rất nhiều bạn đang xem video này đó đã, đã tham gia vào năm 2021. Cho dù là các bạn đã mua ở mức cao và năm 2022 có thể các bạn rất là nản nhưng mà các bạn vẫn có lòng tin các bạn ở lại tới bây giờ thì các bạn không ngoại lệ có rất nhiều người cũng sẽ như vậy và chu kỳ này và chu kỳ nọ chúng ta càng ngày sẽ càng có nhiều người có lòng tin vững chắc hơn trong thị trường này cho nên cái mà chúng ta quan tâm khi mà các bạn zoom ra nhìn vào cái giá của bitcoin đó không phải là đỉnh của mỗi chu kỳ mà thuận quan tâm đến đáy của mỗi chu kỳ thuận muốn thấy được là đáy mỗi chu kỳ nâng lên theo thời gian giống như các bạn thấy được là cái đáy trước đây có thể là vài trăm đô rồi chúng ta nhìn thấy được là cái đáy của năm 2018 đó là cái thời điểm là giá Bitcoin khoảng 3 ngàn mấy rồi cái đáy của cái chu kỳ mới đây đó có thể là chúng ta đã chứng kiến cái mức là khoảng 15 000 đô và từ từ cái đáy được nâng lên cái đó nó quan trọng hơn tại vì đỉnh được tạo ra bởi cái sự FOMO của nhiều người nhưng mà đáy được giữ bởi những ho đó lời dài hạn các bạn và tôi chúng ta thấy được cái giá Bitcoin đó theo từng chu kỳ tăng lên rất là nhiều các bạn có thể nhìn thấy được là năm 2016 chúng ta không nói tới là quá xa xôi các bạn Tết năm đó giá Bitcoin là 381 đô nếu như các bạn nói với một ai đó là năm 2024 trong vòng 8 năm giá Bitcoin Tết năm đó là 47.100 đô thì có thể nhiều người sẽ không tin được các bạn như sẽ nói là các bạn suy nghĩ diễn dông nhưng mà đó đã là sự thật đối với lại cái sự hồi phục từ năm ngoái tới bây giờ thì các bạn có để ý bao nhiêu bài viết nói về cái sự hồi phục, nói về cái thị trường crypto lớn mạnh càng ngày hay không? Không có bao nhiêu bài viết đâu các bạn. Thường nó những bài viết sẽ xuất hiện ở hai thời điểm. Thời điểm đó chính là giá cả ở mức thấp. Những lúc mà giá xuống mạnh giống như năm 2018 hay là năm 2022 sẽ có rất nhiều bài viết nói là thấy chưa, Bitcoin đã bong bóng đã vỡ và sẽ mãi mãi không hồi phục được và các bạn đã thấy đó không phải là sự thật trong vòng bao nhiêu năm qua và cái thời điểm khác mà nhiều bài viết nói đến đó chính là lúc mà chúng ta nhìn thấy giá Bitcoin liên tục đạt đỉnh mới giống như năm 2021 đó là lý do tại sao mà nhiều người nói họ đu đỉnh trong thị trường này tại vì đó là những lúc mà nhiều người quan tâm đến các bạn khi mà chúng ta thấy là giá cả liên tục đạt đỉnh mới nhiều bài viết nói về crypto, nói về Bitcoin dẫn đến nhiều người mới đi vào thị trường này và đương nhiên đó thường là cái dấu hiệu của đỉnh các bạn và dẫn đến là sau đó lại có một cái sự điều chỉnh mạnh chúng ta đi vào một cái mùa đồng crypto khác và lúc đó lại là lúc mà chúng ta thấy nhiều bài viết nói về thị trường này đã xong rồi tất cả chỉ là bong bóng mà thôi khiến cho nhiều người lại nản lòng và họ rời khỏi họ cắt lỗ dẫn đến cái câu chuyện phổ biến trong thị trường này là cái câu chuyện nhiều người thua lỗ nhưng mà đó không phải là câu chuyện duy nhất, chỉ là nhiều người thiếu cái sự kiên nhẫn mà thôi. Và đối với những bạn mà đang xem video này, tôi nghĩ là các bạn cũng có thể đã tham gia vào năm 2021 nhưng mà các bạn vẫn vững lòng tin cho tới bây giờ. Và cho dù các bạn có thể là mua ở mức giá cao năm 2021 nhưng mà cái mức giá bây giờ có thể đã gần trở về cái mức giá đó rồi. Hay là những bạn nào mà đã tham gia vào cái mức cao năm 2017 thì đối với lại những đồng lớn như Bitcoin đó thì các bạn thấy được giá bây giờ đã cao hơn nhiều rồi. Nhưng mà thuận thường nghĩ là các bạn sẽ biết nhiều bạn bè, nhiều người thân họ cũng tham gia vào cùng thời điểm đó nhưng mà họ đã rời khỏi và họ cũng đã không thể chứng kiến cái sự hồi phục của Bitcoin trong vòng mấy năm qua. Đó là một vài lời tâm sự đầu năm mà tôi muốn gửi đến cho các bạn. Thì trong vòng mấy ngày qua đó có những sự kiện gì khiến cho giá Bitcoin tăng như vậy thì chúng ta có một vài điều nó không phải là bất cứ một cái thông tin gì riêng lẻ giải thích tại sao giá Bitcoin tăng rồi các bạn nhưng mà nó lại là một cái dữ liệu Tiếp nối theo những gì mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong dòng bao nhiêu ngày qua rồi liên quan đến Bitcoin Spot ETF, liên quan tới cái dòng tiền của Fed như thế nào các bạn. Không có gì thay đổi hết, mọi thứ vẫn đang diễn ra mà thôi. Cho nên nếu như mà nói chúng ta nhìn thấy được giá Bitcoin tăng mạnh trong dòng mấy ngày qua thì các bạn có bất ngờ hay không? Thì đương nhiên thường cũng Quốc bất ngờ các bạn, thường làm sao biết được là giá Bitcoin tăng trong dòng mấy ngày qua. Nhưng mà giá cả tăng không phải là một điều... Làm cho thường bất ngờ, cái mà làm cho thường bất ngờ là cái thời gian khi nào nó tăng mà thôi. Tại vì chúng ta thấy được là mọi thứ vẫn diễn biến như là chúng ta đã nói tới trong vòng mấy tháng qua, không có gì khác biệt hết các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của chứng khoán Hoa Kỳ khi chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 đó đã kết thúc ở mức cực cao các bạn, cực cao trong lịch sử là đã đóng lại ở mức là hơn 5.000 điểm và nó cũng khiến cho rất nhiều người bất ngờ nhưng mà thật ra đối với Thuận thì cổ phiếu tăng không có gì gọi là bất ngờ hết các bạn chỉ là cái thời điểm tăng đương nhiên Thuận không nào biết được là khi nào nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cả hai thị trường chứng khoán và crypto đó có một điểm chung đó chính là nó bị ảnh hưởng bởi dòng tiền các bạn và chính sách của Fed có rất nhiều ảnh hưởng đối với lại tất cả thị trường và thị trường tài chính là một cái thị trường mà sẽ hướng về tương lai các bạn và hiện bây giờ Thị trường tài chính đang nghĩ là fed sẽ cắt giảm lãi suất năm nay có sự khác biệt giữa Fed những năm nay đã cắt giảm khoảng 2 tới 3 lần nhưng mà chứng khoán Hoa Kỳ thì có cái ước tính là khoảng 4 5 lần cắt giảm lãi suất, không biết là cuối cùng là bao nhiêu lần nhưng mà năm nay sẽ là một năm mà chúng ta sẽ thấy Fed sẽ bắt đầu thả lỏng tiền tệ có nghĩa là họ sẽ hạ lãi suất cộng với lại có thể họ sẽ ngưng bán công trái phiếu của Hoa Kỳ. Hai cái này nó ảnh hưởng rất là lớn đối với lại dòng tiền và chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ thì liên tục đạt đỉnh mới và chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi, việc là fed giảm lãi suất năm nay đó nó không có liên quan trực tiếp tới phần trăm lạm phát đâu đương nhiên lúc nào fed cũng sẽ nói à, tôi chỉ quan tâm đến phần trăm lạm phát phần trăm lạm phát nhưng mà tới cuối cùng chúng ta nên biết năm nay là cái năm mà có bầu cử tổng thống cái áp lực cực kỳ lớn các bạn chúng ta cũng thấy được là bộ tài chính hoa kỳ cũng cần phải tiếp tục bán công trái phiếu và họ không có thể nào mà cứ trả lãi suất cao như vậy được cho nên chỉ có một xu hướng mà thôi đối với thuận đó chính là fed sẽ phải giảm lãi suất khi nào thì chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi có thể là phải chờ đến tháng 5 hay là tháng 6 của năm nay nhưng mà một điều nữa đó các bạn cũng nên hiểu là năm nay là năm bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ và người tổng thống hiện tại sẽ không muốn thị trường chứng khoán gặp vấn đề gì đâu. Cho nên trong cái phạm vi cho phép sử dụng tất cả những quyền lực mà cho phép thì sẽ cố gắng để mà thúc đẩy thị trường tài chính và nền kinh tế các bạn. Cái này nó không có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy cổ phiếu giảm năm nay hay là không có suy thái tài chính cá. Mình thường muốn nói đây là chúng ta đang có rất nhiều người, có rất nhiều quyền lực đang cố gắng để mà giữ vững nền kinh tế ít ra thì đến ngày bầu cử và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đó là điều mà các bạn hiểu đây và một trong những yếu tố là khi chúng ta nhìn thấy được những nhà đầu tư họ lạc quan hơn về thị trường chứng khoán đó thì họ sẽ chấp nhận rủi ro cao hơn và đối với nhiều người đó thì chúng ta nói tới bitcoin nói riêng crypto nói chung thì vẫn là những mảng mà có có sự dao động nhiều có cơ hội lợi nhuận cao nhưng mà cũng đi kèm ở rủi ro cao hơn cho nên khi mà họ lạc quan thì sẽ có dòng tiền chảy vào crypto. Đó là những gì chúng ta đang chứng kiến. Cho dù là chúng ta nghe rất là nhiều người có lòng tin là sau này chúng ta sẽ thấy được là Bitcoin là một cái gì đó lưu trữ giá trị giống như là vàng điện tử. Thì những lúc mà bất ổn đó thì chúng ta thấy được là sẽ có dòng tiền chảy vào Bitcoin. Nhưng mà ngay bây giờ đó thì chúng ta vẫn chưa đến cái thời điểm đó. Mặc dù chúng ta nghe những người như là Ray Dalio tin tưởng là như vậy thì tôi nghĩ là dài hạn sẽ là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa phải các bạn. Thị trường này bây giờ vẫn chưa có gọi là lớn mạnh đâu. Mặc dù chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa Bitcoin bây giờ đã gần một tỷ nhưng mà chúng ta khi mà so sánh với những cái thị trường khác đó thì nó lớn hơn rất là nhiều cho nên đây vẫn là một thị trường rất là nhỏ càng ngày càng lớn mạnh và khi mà lớn mạnh rồi thì có thể là sẽ có sự ổn định hơn cái đó là sao này chúng ta mới biết nhưng mà ngay bây giờ đó thì rất nhiều người vẫn xem crypto Bitcoin như là một cái mảng tương tự như là chứng khoán đó là cách nhìn của họ trên khi mà họ có sự lạc quan giống như năm 2021 thì chúng ta thấy được là sẽ có dòng tiền đi vào thị trường này. Đó có thể là một cái yếu tố đó các bạn và bây giờ dòng tiền dễ dàng đi vào thị trường Bitcoin hơn bao giờ hết. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF. Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới những cái thông tin đó, đó thì chúng ta hãy nhìn vào một số những cái sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tuần này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là ở Hoa Kỳ đó thì ngày thứ ba chúng ta sẽ có dữ liệu lạm phát CPI và chúng ta thấy được là tháng vừa rồi đó thì phần trăm lạm phát là 3.4% ước tính tháng này là 2.9% các bạn chúng ta đã trở về cái dùng 2% rồi và core CPI nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì chúng ta thấy tháng trước là 3.9% tháng này ước tính vẫn tiếp tục giảm là 3.7% và đó là điều chúng ta muốn thấy kế đó đó chúng ta thấy được là thứ sáu sẽ có dữ liệu lạm phát PPI như là cái phần trăm lạm phát cho những cái đơn vị bán sĩ rồi trong tuần này chúng ta cũng sẽ tiếp tục có khoảng chừng là 8 sự kiện phát biểu của những thành viên của Fed thì không biết họ sẽ nói gì khác so với tuần vừa rồi thường cảm thấy được là những gì họ muốn nói nên nói hết rồi. Tóm lại đó thì hầu hết điều đồng ý là năm nay sẽ giảm lại suất. Khi nào giảm đó thì chưa có biết, có thể là phải đợi tới hè năm nay. Giảm bao nhiêu thì có thể là họ nói là giảm từ 2 tới 3 lần mà thôi, có nghĩa là giảm khoảng chừng là 0.75%. Đó là những gì mà đã được chia sẻ bởi những quan chức của Fed tuần vừa rồi. Nói chung họ nói là hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta đã đến cái mức đỉnh của lãi suất rồi. Không có lý do gì tăng hơn nữa khi mà chúng ta tiếp tục nhìn thấy phần trăm lạm phát giảm như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn hơn thì họ sẽ giảm lãi suất và thả lỏng cái dòng tiền và khoảng 20% của những công ty S&P 500 đã sẽ báo cáo tài chính trong tuần này. Đó là những cái sự kiện lớn cho bạn, nhưng mà chúng ta cũng đang tiến gần đến một cái sự kiện lớn ảnh hưởng đến crypto đó chính là cái sự kiện Bitcoin halving lần thứ tư thì đây là cái sự kiện của Bitcoin thì tại sao ảnh hưởng đến cả thị trường các bạn tại vì chúng ta nên biết là ngay bây giờ Bitcoin vẫn là đồng có vốn hóa rất là lớn các bạn khi chúng ta so sánh thì các bạn thấy được là vốn hóa của Bitcoin hơn gấp 3 Ethereum và đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là đối với lại những đồng như là BNB xếp hạng thứ tư không tính thay rồi thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái khoảng cách cực kỳ xa các bạn 49 tỷ so với lại 944 tỷ của Bitcoin cho nên Bitcoin là phần lớn của thị trường này chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin hiện bây giờ đã chiếm gần như là 50% của tổng số vốn hóa cho nên cái xu hướng của Bitcoin ảnh hưởng đến cái xu hướng của cả thị trường này và cái sự kiện Bitcoin hai bên này đó trong lịch sử là một sự kiện đánh dấu cái mùa bull run các bạn khi chúng ta thấy có Bitcoin hai bình rồi thì sau đó khoảng 6 đến 8 tháng thường sẽ có cái định mới của Bitcoin dẫn đến cái sự tăng trưởng cực mạnh của những altcoin sau đó và chúng ta cũng đang tiến gần đến còn 69 ngày 8 giờ nữa đây sẽ là cái câu chuyện được nói theo rất là nhiều và chúng ta có thể nhìn thấy được một cái sự so sánh các bạn khi chúng ta nhìn vào lịch sử của bitcoin havin thường thấy là có nhiều người nói giá sẽ có cái sự suy giảm hay là điều chỉnh trước khi bình có nhiều người nói là giá sẽ tăng trước khi havin thật ra chúng ta chỉ mới bước vào cái bitcoin bình lần thứ tư mà thôi các bạn trong lịch sử chúng ta chỉ có ba lịch sử của Bình trước đó đây là một cái biểu đồ được chia sẻ bởi một người ở trên trading view nó cũng khá là phức tạp trên màn hình nhưng mà cái chúng ta quan tâm đến chỉ là những cái đường màu xanh này các bạn có đại chữ Harvin thì lần đầu tiên Harvin là vào tháng 11 của năm 2012 lần thứ nhì là năm 2016 vào hè năm đó và lần thứ ba đó chính là vào tháng 5 của năm 2020 chúng ta chỉ có ba lịch sử này thôi và mỗi một cái ngọn nến trên màn hình đó chính là một tuần các bạn thì chúng ta có thể nhìn thấy được một điều là không có một cái xu hướng nào rõ rệt cho những cái chu kỳ Harvin hết các bạn giống như chúng ta nhìn vào cái đợt Harvin năm 2012 cách đây hơn 10 năm thì chúng ta nhìn thấy được là giá hầu như là trước ha bình có sự tăng trưởng rồi sau đó vài tuần trước khi mà có sự kiện bình thì giá không có thay đổi nhiều và ngay cái tuần bình thì giá cũng cỡ đó mà thôi nói chung năm 2012 đó cái thời điểm là một tháng trước bình so với lại một tuần sau bình thì cái giá cũng không thay đổi nhiều là một cái sự kiện mà hầu như không có cái gì gọi là sôi động đối với giá cả nhưng mà sau đó khoảng chừng là 7 tám tuần nữa thì giá lại có một cái sự tăng trưởng nhanh các bạn và sau đó đạt được đỉnh là 1242 vào cái thời điểm là tháng 11 một lần nữa là lại là, là tháng 11 các bạn của năm 2012 2013. Chúng ta nhìn thấy được là năm 2016 nó thường cũng đã từng chia sẻ những thông tin này rồi thì chúng ta lại nhìn thấy được một cái hiện tượng nó khác một chút. Chúng ta nhìn thấy được là giá tăng liên tục dài tuần trước khi haven cái lúc mà ha bình rồi sau khi ha bình ba tuần thì sau đó giá lại đứng yên các bạn rồi có một cái sự điều chỉnh khoảng chừng một tháng sau khi haven trước khi mà có cái sự đi ngang khoảng chừng hai tháng rồi lại bắt đầu có sự tăng trưởng và đạt đỉnh là 19.785 vào năm 2017 nó khác với năm 2012 một chút và chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 đó ngay đây nè các bạn thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đây là một cái năm mà khá đặc biệt tại vì chúng ta đã có một cái sự kiện lớn một cái thiên nga đen xảy ra vào năm đó chính là dịch bệnh khiến cho giá của Bitcoin khôi đó ở cái mức là 10.000 đô đã nhanh chóng giảm xuống chỉ còn có 4.000 đô thôi các bạn năm đó sau đó chúng ta nhìn thấy được là hồi phục lại vài tuần Rồi tới cái thời điểm halving thì chúng ta thấy được là giá hầu như không thay đổi khoảng chừng 2 tháng sau đó Rồi chúng ta mới có cái sự tăng trưởng Cho nên mỗi một năm chúng ta đều thấy là có một cái sự thay đổi về lịch sử của haven trước khi halving như thế nào Và sau khi bình cho nên nó không có một cái lịch sử nào gọi là ổn định Thì chúng ta có thể nhìn vào lịch sử mới nói là ok trước khi halving khả năng cao nó sẽ như thế này rồi sau khi halving 2 tuần nó sẽ như thế này chúng ta không có đủ tài liệu để đưa ra những quyết định đó cho nên không ai biết được hết các bạn từ đây đến ngày halving giá có tiếp tục có thể tăng hay không thì hoàn toàn có thể sau halving giá như thế nào thì chúng ta cũng không biết nhưng mà có một cái điều mà rất rõ ràng trong những đợt halving này đây là một cái sự kiện lớn nó có cái sự ảnh hưởng dài hạn chứ không phải là ngay cái ngày đó một cái điểm chung của ba cái halving này là cái lúc mà halving thì giá cũng không phản ứng gì đâu các bạn cái này cũng dễ hiểu thôi tại vì thì chúng ta thấy được là halving Thì có nghĩa là mỗi một lóc Cái số lượng Bitcoin được đào ra Bị mất đi phần nửa Và trong cái đợt này đó Chúng ta nhìn thấy được là halving lần thứ tư Thì chúng ta có thể nhìn thấy được ngay ở đây đó Là cái số lượng Bitcoin được đào ra Giảm xuống còn 3.125 Từ 6.25 Thì nó cần phải có thời gian để mà thấm vào trong thị trường Tại vì chúng ta có thể hiểu như thế này Cái số lượng Bitcoin được đào Bởi những cái công ty đào Thì sớm mua gì họ cũng phải bán Và đó là một đơn vị mà bán thường xuyên cho nên khi mà cái số lượng Bitcoin họ đào ra bị giảm đi phần nửa nghĩa là cái lực bán của họ cũng sẽ giảm đi phần nửa và một thời gian sau sẽ thấm vào trong thị trường tại vì có thể họ bán thông qua OTC thì cái số lượng mà có thể bán cũng sẽ giảm đi theo thời gian và cái lực mua nếu như mà không thay đổi đó thì sẽ gây áp lực đối với giá cả dẫn đến giá cả tăng đó là cái mà các bạn hiểu đơn giản về Bitcoin Haven và đây là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nói tới rất là nhiều và các bạn thấy được thị trường tài chính nói chung nó hoạt động bởi câu chuyện lúc nào chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện nếu như mà các bạn nghĩ đến những gì mà thường nó chia sẻ trong vòng 6 năm qua toàn là những câu chuyện không các bạn chúng ta có câu chuyện liên quan đến dịch bệnh chúng ta có câu chuyện liên quan đến phép thả lỏng dòng tiền chúng ta có câu chuyện liên quan đến lạm phát chúng ta có câu chuyện liên quan đến chống lạm phát chúng ta có câu chuyện liên quan đến ha bình chúng ta có câu chuyện liên quan đến bitcoin etf rồi tới etm etf đó là cái quan trọng nhất các bạn phải hiểu được là câu chuyện gì đang được phổ biến hiện bây giờ và câu chuyện gì nhiều người tin nhất nó còn quan trọng hơn cả sự thật nữa các bạn tại vì phần lớn mọi người rất là thích nghe kể chuyện các bạn câu chuyện lúc nào cũng nghe hợp lý và nếu như mà nhiều người tin tưởng vào một câu chuyện nào đó thì câu chuyện đó sẽ trở thành sự thật cho nên câu chuyện rất là quan trọng thuận dành rất nhiều thời gian để mà chia sẻ những câu chuyện với các bạn để các bạn có thể nắm được cái tình hình chung xu hướng là như thế nào một lần nữa câu chuyện nó còn quan trọng hơn cả sự thật tại vì đủ người tin vào một câu chuyện nào đó thì đó là sự thật cho các bạn một cái ví dụ có phải là Bitcoin Haven thật sự dẫn đến cái nguồn cung bị giảm đi như vậy mỗi một lóc khiến cho giá cả tăng hay không hay là nhiều người tin đó là sự thật khiến cho giá cả tăng sau khi mà having các bạn có thể hiểu được Thuận muốn nói gì ở đây câu chuyện rất là quan trọng và đây cũng là một trong những điều mà Thuận muốn các bạn hãy nghĩ đến trong vòng bao nhiêu năm qua có thể nói được là từ năm 2012 Thuận đã nghe rất là nhiều người nổi tiếng nói là chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính từ năm 2012 các bạn các bạn có biết là chúng ta đã chứng kiến cái thời điểm tăng trưởng chưa từng có khi chúng ta nói tới thị trường tài chính mà chúng ta nói tới chứng khoán Hoa Kỳ trong vòng 10 năm đó là một cái sự tăng trưởng cực kỳ dài và cực kỳ mạnh trong khi mà trong khoảng thời gian đó nó lúc nào cũng có người nói là chúng ta sắp sửa thấy cái sự điều chỉnh mạnh chúng ta sắp sửa thấy là chứng khoán sẽ bể bong bóng vân vân nhưng mà cứ liên tục liên tục tăng trưởng các bạn tại vì sao tại vì các bạn nên hiểu là những gì mà những người đó nói không phải là sai các bạn những người đó là những người mà họ chuyên về phân tích vĩ mô họ chuyên về những dữ liệu và những dữ liệu cho họ thấy được là chúng ta đang tiến tới một cuộc suy thoái lớn nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa xảy ra tại vì sao tại vì tuy là những gì họ nói là dựa theo những dữ liệu và cái suy luận của họ Dựa vào những dữ liệu đó không có mạnh bằng câu chuyện được chia sẻ trên thị trường. Có thể nói với các bạn là ngay cả bây giờ khi mà chúng ta nói tới suy thoái tài chính đó, cho dù là chỉ số S&P 500 giảm 30% đi nữa thì chúng ta thấy được là cái mức này vẫn cao hơn rất là nhiều so với cái mức cách đây nhiều năm khi mà bắt đầu mọi người kêu gọi là bong bóng chứng khoán Hoa Kỳ sẽ sụp đổ. Cho nên đối với đầu tư đó thuần lúc nào cũng lựa chọn quan điểm lạc quan tại vì khi các bạn có cái tầm nhìn dài hạn thì các bạn rất là khó bi quan trong đầu tư đương nhiên sẽ có những đợt điều chỉnh đương nhiên sẽ có những cái suy thoái tài chính nhưng mà đó đối thuận lại là những cái cơ hội có một câu nói thôi rất là thích các bạn đó chính là be luôn nghe có vẻ rất là logic nhưng mà Bo mới là người kiếm được tiền trong thị trường khi mà chúng ta nói tới đầu tư dài hạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái tình hình của bitcoin spot etf ra sao các bạn nhưng mà trước hết thì chúng ta đã có một cái cập nhật mới liên quan tới bitcoin heatmap các bạn thì cái này nó khó xem một chút xíu khi các bạn xem trên mạng xã hội nó sẽ rõ ràng hơn các bạn nhưng mà khi thường phóng to ra thì nó khó xem hơn nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất được chia sẻ vào ngày hôm nay thì cái mà các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là những nơi nào mà không có rành thì ở bên tay trái chúng ta nhìn thấy được là có những con số thì những con số này đã đại diện cho cái số lượng ví ở trong cái nhóm đó giống như là dưới một bitcoin 1 tới 10 rồi 10 tới 100 rồi hơn 10 ngàn là bên trên này các bạn đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví và những cái màu này đó thì hiểu đơn giản là màu đỏ có nghĩa là chúng ta thấy có sự phân phối nghĩa là có Bitcoin rời khỏi những cái nhóm địa chỉ ví này màu xanh càng đậm nghĩa là càng tích lũy nhiều có Bitcoin đi vào những địa chỉ ví này và chính giữa chúng ta nhìn thấy được màu vàng có nghĩa là không có động tĩnh thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự chia sẻ này so với cách đó vài tuần và trước đó nữa cũng không khác biệt nhiều chúng ta có thể nhìn thấy là ngay bây giờ rất rõ ràng là có một cái sự phân chia những cái địa chỉ ví lớn đó từ 100 cho đến 10.000 Bitcoin thì liên tục có sự tích lũy trong khi chúng ta nhìn thấy được là những địa chỉ ví từ 1 cho đến 100 Bitcoin thì liên tục có cái sự phân phối, tôi nghĩ là chúng ta thấy được là những cái ví nhỏ phân phối bịch hồi, những cái ví lớn lại có sự tích lũy thì có phải tại vì chúng ta đang chứng kiến cái sự tích lũy đến từ những cái quỹ ETF hay là không thì cũng có thể các bạn tại vì có thể là những cái ví của họ thì đâu đó trong phạm vi là vài ngàn Bitcoin hiện tại tại vì khi chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin Smart ETF đó, thì họ liên tục nạp vào chúng ta có thể nhìn vào cái thông tin mới nhất kết quả của ngày thứ sáu thì chúng ta đang chứng kiến trên màn hình đây là cái tốc độ bán của Rayscale GBTC thì rất là rõ ràng các bạn thấy đỉnh điểm là vào ngày 22 tây tháng 1 khi mà họ bán ra tới 641 triệu các bạn liên tục trong tuần đó chúng ta nhìn thấy được họ bán là 400 đến 600 triệu đô la mỗi một ngày nhưng mà rất rõ ràng là sau ngày 22 tháng 1 rồi chúng ta tiếp tục thấy được là cái tốc độ ngày càng giảm dần và chúng ta đã giảm về chỉ còn có 52 triệu vào ngày thứ sáu mà thôi tốc độ bán hầu như không còn là bao nhiêu hết và sẽ nhanh thôi các bạn cái này nó sẽ trở về khoảng chừng 10 triệu đương nhiên có một cái yếu tố khác mà chúng ta chưa có biết kết quả đó chính là vào thứ năm tuần vừa rồi đã có cái ngày ra tòa của công ty Genesis. Công ty này đã thì cũng lưu trữ nhiều chi BTC và họ cũng đã khai bao bị phá sản và họ đang xin phép để bán cái số lượng đó. Nó đáng giá khoảng chừng là 1 tỷ 3. Con số này đã tuy không phải là con số nhỏ nhưng mà các bạn nên hiểu là cái số lượng được bán bởi Trascale mà được tức lũy bởi những quý kia đó đã lên tới con số là hơn 6 tỷ thì 1 tỷ 3 này nếu như mà với tốc độ tích lũy mà thường sẽ chia sẻ với các bạn thì trong vòng vài ngày họ sẽ tích lũy hết mà thôi chứ dù là có bán này nữa thì cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu đối với thuận nhưng mà chúng ta tiếp tục chờ đợi thông tin tại vì vẫn chưa có tin tức nhưng mà chúng ta có thấy được là ngay bây giờ thì tốc độ bán của GBDC ngày càng giảm dần đi và một điều mà thú vị hơn đó, tuy đó là sự thật nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái tốc độ tích lũy của những quý còn lại đó thì lại không hề giảm các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là bắt đầu từ trong vòng 2 tuần qua chúng ta nhìn thấy được là lại có sự tăng trưởng nữa và thậm chí chúng ta nhìn thấy được là cái sự tích lũy đó ngày càng tăng tốc. Ngày thứ sáu đó kết thúc, thông tin cuối cùng cho thấy được chúng ta đã có những cây quỹ ETF còn lại đã tích lũy thêm 12.164 Bitcoin các bạn con số cực kỳ kinh khủng luôn và chúng ta có thể nghĩ như thế này ngay bây giờ đó mỗi một ngày chỉ có 900 bitcoin được đào mỗi ngày mà thôi và những cái quỹ này họ tích lũy lên tới là 8.000, 12.000 hơn gấp 10 lần cái số được đào ra mỗi ngày Đương nhiên chúng ta không biết được là cái tốc độ sau này sẽ ra sao các bạn Nhưng mà chúng ta nên hiểu là ngay bây giờ đó Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh mới Cái sự FOMO thật sự vẫn chưa có trong thị trường tài chính nói chung đâu Mọi thứ bây giờ đó vẫn chỉ là cái sự khởi đầu mà thôi Khi mà thật sự có cái sự FOMO đến từ thị trường tài chính rồi đó Chúng ta mới thật sự thấy được là cái lực mua nó sẽ kinh khủng như thế nào cái này bây giờ chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi các bạn và chúng ta có nghĩ khi mà đến Bitcoin Haven thì cái số lượng có thể được bán bởi những thợ đào lại giảm đi phần nữa và chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình tốc độ tích lũy của họ nếu như tính theo đô la ra thì ngày thứ sáu kết thúc là họ lại tiếp tục tích lũy thêm 541 triệu cái này đã trừ ra cái số được bán bởi Trayscale rồi các bạn nay là cái số net như là trừ ra cái số đó rồi vẫn là dương 541 triệu, cao hơn ngày trước đó và cao hơn nhiều so với lại cách đó vài ngày các bạn. Tốc độ đó hiện bây giờ thì không thấy có dấu hiệu giảm và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ Chúng ta thấy thống kê cuối cùng được chia sẻ đó là Blackrock đang lưu trữ 87.780 Bitcoin đã chính thức qua 4 tỷ đô la rồi các bạn trong thời gian chỉ có 3 tuần mà thôi Đây là một cái kỷ lục luôn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái con số được lưu trữ bởi đây là 73.000 388 là khoảng 3 tỷ rưỡi và chúng ta nhìn thấy con số thứ ba này là 21.455 Bitcoin được tích lũy bởi Ark Invest Cartwood đó các bạn thì chúng ta nhìn thấy là chính thức qua được 1 tỷ đô la nói chung đó thì chúng ta nhìn thấy được là những cái quỹ này không tính rescale chúng ta nhìn thấy được là họ đang tích lũy khoảng chừng là hơn 10 tỷ hơn 10 tỷ trong vòng khoảng chừng là 3 tuần mấy giao dịch mà thôi chúng ta có thể nghĩ như thế này trước khi mà có bị con Smart ETF các bạn đã nhớ là những người như là Mike Novaras nói là chúng ta có thể chứng kiến khoảng chừng là 10 tỷ đô la vào trong Bitcoin Spot ETF trong cái năm đầu tiên. Lúc đó nhiều người đã cũng cười Bloomberg, cũng cười Mike Novaras nói là ờ uh, mấy người này lạc quan quá, làm gì có chuyện mà trong năm đầu tiên có thể có tới 10 tỷ vào. Trong vòng chỉ có 3 tuần mấy thôi đã có 10 tỷ rồi các bạn. Nói chung Bitcoin Spot ETF cực kỳ thành công. Và đây cũng là một cái thống kê khác nữa, cũng là những cái thông tin tương tự các bạn nhưng mà nó cho các bạn thấy được là những quỹ nào tích lũy nhiều nhất. Thì đương nhiên chúng ta thấy là không có ai có thể theo kịp hai cái quỹ đứng đầu, đó chính là Fidelity và đứng đầu tiên chính là BlackRock các bạn. Hiện bây giờ họ lưu trữ nhiều nhất. Hai cái công ty này thôi các bạn nhìn thấy được đã lưu trữ là khoảng 160.000 Bitcoin rồi và tổng cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi tất cả những công ty này không tính scale đó các bạn là 216.309 cao hơn nhiều so với lại Strachey rồi. Thì những điều này đã nó nói được gì các bạn? Chúng ta có thể nghĩ như thế này. Những cái số lượng Bitcoin này đã được thu mua ở trên sàn OTC. Nghĩa là những cái sàn dòng ngoài thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nhưng mà cái sàn OTC đó không phải là có cái số lượng Bitcoin du hạn đâu các bạn. Cái số lượng này đã vẫn phải đến từ một ai đó và tất cả đều nằm trong con số tổng là 21 triệu Bitcoin. Và có phải chúng ta đang chứng kiến cái hiện tượng là những quỹ này bây giờ họ tích lũy nhiều quá chúng ta nhìn thấy được là họ mua cả trăm triệu bốn trăm triệu năm trăm triệu một ngày trên những sàn otc thì có phải những sàn otc đã cạn kiệt không thể bán cái số lượng bitcoin cần thiết cho họ. đến một ngày nào đó, đó thì khi mà họ gọi những công ty như là Gemini hay là Coinbase thì những công ty này sẽ nói là chúng tôi không có đủ bitcoin để mà bán. tại vì để có bitcoin bán nên họ phải có cái số lượng dự trữ hay là được bán bởi một ai đó có số lượng lớn và cái số lượng này nó quá lớn các bạn. thì nếu như mà không đủ thì sao? không đủ thì những cái quỹ này họ bắt buộc phải mua trên sàn spot các bạn. tại vì họ bắt buộc phải có cái số lượng bitcoin này để mà hỗ trợ cái số lượng cổ phiếu mà họ có. và bây giờ đó thì ngày càng có sự tích lũy ngày càng nhiều hơn. Có phải chúng ta đang chứng kiến cái hiện tượng là có một số những cái lực mua từ những quỹ này nó đã chảy qua thị trường spot rồi hay không? Cái đó thường không có thể nào xác định được các bạn tại vì những cái thông tin liên quan tới là những cái sàn như là Kraken hay là Coinbase Prime, những cái sàn OTC đó đó họ có dòng tiền như thế nào đó, họ giữ rất là kín cho nên thường không có biết được là họ có phải đã gần hết cái số lượng otc rồi hay là không tại vì trước đây chúng ta nhìn thấy được là một trong những đơn vị mà cung cấp cho họ là trace scale nhưng mà gần đây cái số lượng được bán của trace scale ngày càng ít đi trong khi cái số lượng được tích lũy đó thì không có dấu hiệu đó có phải chúng ta đang chứng kiến hiện tượng đó hay không đó cũng là một yếu tố đó các bạn khi nào mà thông tin được những cái thống kê liên quan đến sàn otc thường chỉ chia sẻ kỹ hơn với các bạn nhưng mà đó là một cái giả thuyết hiện bây giờ liên quan đến Bitcoin halving, liên quan đến cái sự lạc quan của thị trường chứng khoán, liên quan đến cái tình hình lực mua của những cái quỹ ETF, đó là những cái yếu tố có thể dẫn đến tại sao chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin có cái sự tăng trưởng và cộng mọi đó cũng có thể là có một cá vôi nào đó đã tích lũy trong thời gian này. BlackRock Rick Reader các bạn à, thì cũng đã lên trên đài CNBC và ông cũng đã chia sẻ là khi mà niềm tin của những nhà đầu tư và Bitcoin tăng đó thì BlackRock có thể xem xét việc phân bổ phần dâm hơn vào bitcoin trong những mô hình đầu tư của công ty đây là cái bước 3 trong 3 bước mà thường thường hay nhắc đến các bạn mọi thứ vẫn đang diễn ra như chúng ta nói. Chúng ta thấy được là cái bước đầu tiên thì vẫn đang diễn ra hiện tại. Hàng ngày cái số lượng lực mua đến từ những cái nhà đầu tư bình thường chúng ta vẫn chưa có thấy cái lực mua đến từ bước thứ nhì đó chính là những cái công ty tư vấn đầu tư có thể là phải vài tháng nữa chúng ta mới thấy cái lực mua đó xuất hiện khi mà mọi thứ sẵn sàng họ bắt đầu là tư vấn rồi giới thiệu những sản phẩm này cho những khách hàng của họ và bước thứ ba đó chính là bitcoin trở thành một phần của những mô hình đầu tư và nhiều nhiều người đầu tư về Bitcoin họ cũng không biết luôn cái số tiền đó mới là bền vững và lâu dài sau này và chúng ta cũng đã nói tới cao tiểu bước rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là chúng ta tiếp tục thấy rất nhiều những quảng cáo các bạn khắp nơi luôn chúng ta nhìn thấy được là Rayscale à, uh, đã tiếp tục có nhiều quảng cáo ở những nơi giống như là sân bay và chúng ta cũng đã thấy được là trong cái hội nghị ETF năm nay đó thì uh, Rayscale cũng đang dàn dựng uh, một cái bước các bạn một cái nơi để cho người ta tới để tìm thông tin nói chung đó thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều cái sự thúc đẩy liên quan tới quảng bá của những công ty này đó là cái tình hình của Bitcoin Spot ETF tôi muốn gửi cho các bạn và chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái phần trăm Bitcoin đang có lời bây giờ là bao nhiêu khi chúng ta nhìn thấy được là có cái sự tăng trưởng của giá cả trong vòng mấy ngày qua thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái phần trăm đang có lời đã trở về mức là 92.74 các bạn. Cái mức này đó đã còn cao hơn cái thời điểm mà giá Bitcoin khoảng chừng là 46.900 đô cách đây khoảng chừng một tháng. Nói chung đó thì đối với cái sự tăng trưởng giá cả thì cũng đi kèm với là càng ngày càng có nhiều người có lợi hơn. Bây giờ mức là 92.74% rồi các bạn và chúng ta cũng đang chứng kiến cái phần trăm này ngay lại càng gần cái dù màu đỏ 95% chúng ta sẽ chính thức bước vào dù màu đỏ thì chúng ta cũng đã biết là càng có nhiều người có lợi thì càng có khả năng có một cái sự điều chỉnh tại vì có khả năng là người ta chốt lời nhưng mà ngay bây giờ đó thì cũng coi như là cao rồi các bạn nhưng mà vẫn chưa đi vào cái vùng màu đỏ còn về chỉ số NUPL thì sao nhiều bạn cũng muốn biết thì chúng ta có thể nhìn vào NUPL hiện bây giờ đi thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn là chúng ta một lần nữa đã trở về cái dùng màu xanh lá cây các bạn có nghĩa là cái dùng gọi là lòng tin chúng ta cũng đã thấy là đây là một biểu đồ mà có nhiều màu có thể nghĩ như thế này chúng ta có thể đi à, từ cái màu hồng có nghĩa là đầu hàng rồi tới cái màu cam nghĩa là hy vọng rồi tới cái màu nâu có nghĩa là lạc quan rồi chúng ta đi vào dùng màu xanh lá cây cái dùng hiện bây giờ là lòng tin và đương nhiên là màu xanh dương đó chính là cái dùng hưng phấn các bạn nghĩa là kết thúc một chu kỳ chúng ta cũng đã từng chứng kiến những cái chu kỳ trước đó giống như là năm 2017 đó sau khi mà đi vào cái dùng màu xanh dương thì các bạn thấy được là chu kỳ đã nhanh chóng kết thúc chỉ là năm 2021 đó chúng ta không thấy màu xanh dương xuất hiện mà chúng ta chỉ thấy được là chúng ta đi rất là gần đến mức đó các bạn ngay cái thời điểm này là thời điểm là tháng 3 đó chúng ta nhìn thấy được là lúc đó giá Bitcoin là 55.800 đô thì chúng ta đã gần bước vào cái vùng màu xanh dương nhưng mà chúng ta vẫn chưa bước vào vùng màu xanh dương hay là trước đó vào tháng 2 chúng ta cũng đến rất là gần nhưng mà không đi vào vùng màu xanh dương nhưng mà chu kỳ vẫn kết thúc có nghĩa là chúng ta thấy được là khả năng sau này để chúng ta chỉ nghĩ đến là chúng ta đi vào dùng màu xanh lá cây sâu bao nhiêu mà thôi có nghĩa là cái dùng gọi là lòng tin nếu như mà lòng tin quá mạnh thì cũng có thể là kết thúc của một cái sự tăng trưởng hiện bây giờ chúng ta chỉ mới bước vào mà thôi các bạn như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì zoom ra các bạn thấy rõ hơn ngoài tình như điều đó ra thì chúng ta cũng có một số những cái tin tức giống như chúng ta thấy được là Ethereum thì đã lên lịch cho cái upgrade kế tiếp là Dancun sẽ là vào ngày 13 tháng 3 các bạn có nghĩa là chúng ta còn khoảng một tháng nữa là sẽ có cái ngày update chính thức một lần nữa đây là một cái update sẽ khiến cho mạng lưới tầng 2 của Ethereum đó. rất là nhanh các bạn và chi phí sẽ rất là rõ và chúng ta cũng có một cái <laughs> <laughs> thông tin đến từ Fox Business À, vào ngày thứ sáu đó chính là trong một cuộc phỏng vấn á, về Fox Business thì á, chủ tịch Gary Gensler đã cho biết là ông chắc chắn có kế hoạch tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch SEC nếu như mà tổng thống Joe Biden tái đắc cử ông nói là ông rất yêu công việc này <laughs> cái này á, thì á, các bạn thấy được nó cũng hợp lý thôi nếu như mà tổng thống Joe Biden tái đắc cử nếu như mà không phải là tổng thống Joe Biden á, thì khả năng ông sẽ từ chức đó là một cái cách làm rất là phổ biến các bạn tại vì những người này được bổ nhiệm bởi tổng thống của đảng của họ cho nên nếu nếu như mà chúng ta có một tổng thống của đảng khác đó thì ông sẽ từ chức rồi sau đó tổng thống mới sẽ bổ nhiệm người mới vào chức vụ này. Nhưng mà cho dù ông nói là ông yêu công việc của mình và ông muốn tiếp tục ở lại thì cũng không có nghĩa là người khác cũng muốn tiếp tục ở lại đâu các bạn. Dù theo Fox News thì họ nói là SEC chuẩn bị cho một làn sóng từ chức lớn của những cái luật sư cấp cao trong đơn vị thực thi liên quan đến crypto và an ninh mạng tại sao họ biết? Tại vì họ nói là họ nhận được tin tức từ một số văn phòng luật sư đã nhận cái đơn lý lịch sinh việc từ các nhân viên của SEC. À, đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Fox Business sau đó là họ sẽ giữ tên để bảo vệ sự riêng tư. Thì à, nếu như đó thì thật thì chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều người sẽ rời khỏi SEC Họ không muốn làm việc cho Gary Gensler nữa à, và họ có thể là không đồng ý với cách mà ông xử lý liên quan đến crypto và an ninh mạng. Và chúng ta không có một cái thông tin khác nữa liên quan đến New York các bạn thì à, tổng chứng lý của New York là Larry James à, đã mở rộng vụ kiện chống lại DCG các bạn. Đó chính là công ty của Bell Sieburg à, và là công ty mẹ của Genesis và công ty mẹ của Trailscale à, và một số bị cáo khác. Và là Tisha James, tổng chân lý của New York đã tăng gấp 3 kích thước của âm mưu gian lận được cáo buộc lên tới hơn 3 tỷ đô la. Nói chung nên thì cái này không có ảnh hưởng trực tiếp đối với giá cả hay là thị trường crypto đâu. Nhưng mà nghe như là Bear Silver không ổn lắm các bạn. Nói chung thì hình như là ông đang bị điều tra rất là nhiều liên quan đến những cái cáo buộc gian lận. Tại vì chúng ta cũng đã biết là cái sự kiện lớn xảy ra đó sau khi mà công ty Genesis khai phá sản tại vì công ty Genesis là công ty mà cung cấp dịch vụ ơn cho sàn Gemini còn Gemini thì vẫn hoạt động bây giờ nhưng mà cái dịch vụ các bạn gửi để mà lấy lại đó là được cung cấp bởi công ty Genesis, công ty con của công ty DCG này và công ty này thì cũng đã cho vay rất là nhiều các bạn và cho những công ty như là Tuero Capital vay và đương nhiên cái số nợ đó bây giờ đã trở thành nợ xấu rồi họ đã mất đi một số tiền lớn thì trong cái thời điểm đó công ty mẹ là DCG đã hứa hẹn là sẽ bù đắp lại cái lỗ hỏng nhưng mà cuối cùng đã không bù đắp mà cho công ty Genesis khai phá sản dẫn đến là bây giờ ra những cái người mà họ là nạn nhân của sàn Gemini vẫn chưa nhận được tiền thì có thể là có gì gian lận trong đây đang được điều tra và còn một thông tin nữa trước khi chúng ta cùng nhau chung mình giả tuần này đó chính là cái thông tin có thể nhiều bạn quan tâm liên quan tới Elon Musk các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã biết là Elon Musk với lại SEC đó thì hai bên không có thích nhau và SEC đó thì vẫn đang điều tra cái vụ mà Elon Musk mua lại Twitter. Có rất nhiều câu hỏi giống như là SEC muốn biết là khi nào thì Elon Musk mới quyết định mua lại Twitter và lúc đó Elon Musk đã có cổ phần Twitter hay chưa? Tại vì chúng ta được là đột nhiên Elon Musk có rất nhiều cổ phần của Twitter thì SEC muốn biết sự thật ra sao nói chung đó, thì tôi nghĩ là SEC cũng đang muốn làm khó Elon Musk mà thôi tại vì hai bên đã có rất nhiều mâu thuẫn các bạn nhưng mâu thuẫn này đó là có thể nói là trở lại những năm rất là lâu trước đây giống như là năm 2018 các bạn khi mà SEC đó đã kiện Elon Musk uh, về những cái thuyết Elon Musk đưa ra khiến cho giá cổ phiếu của Tesla uh, lên xuống một cách bất thường giống như là năm 2018 đó Elon Musk đột nhiên nói là muốn mua lại công ty Tesla và công ty này sẽ không còn là công ty list trên sàn chứng khoán nữa khiến cho giá cả tăng nhưng mà sau đó 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 qua là sự thật khiến cho Elon Musk cũng đã bị SEC kiện rồi sau đó Elon Musk cũng đã chấp nhận đóng phạt và sau đó Elon Musk cũng đã từ chức là chủ tịch của Tesla vẫn là CEO nhưng mà không được giữ chức vụ chủ tịch và trong một cuộc phỏng vấn đó thì Elon Musk nói là Elon Musk không có tôn trọng SEC Elon Musk chỉ làm theo tại vì Elon Musk tôn trọng kết quả của tòa án mà thôi chứ còn lý do tại sao mà Elon Musk chịu đóng phạt không phải là tại vì Elon Musk nghĩ là mình đã làm gì sai chỉ là lúc đó năm 2018 đó thì Tesla vẫn đang trong một cái tình trạng rất là yếu thế liên quan tới tài chính à, và cần cái sự chăm vốn đến từ một số những ngân hàng và những ngân hàng này đó nếu như mà họ không có cho vay thì công ty Tesla coi như là xong đời lúc đó nhưng mà những ngân hàng nói là Elon Musk phải chấp nhận là có lỗi trong vụ này chứ nếu không họ sẽ không có cho Tesla tiếp tục vay tiền, Elon Musk không còn lựa chọn nào khác lúc đó, thì Elon Musk uh, đã phải chấp nhận thua cuộc và đã phải đóng phạt và từ chức chủ tịch. thì từ đó tới bây giờ ra hai bên đã có nhiều mâu thuẫn rồi các bạn. nhưng mà nói chung cái này nó cũng không có ảnh hưởng đến crypto trực tiếp hay là ảnh hưởng đến uh, thị ngay bây giờ đâu. chỉ là SEC đang điều tra một số việc mà thôi. liên quan tới cái cách mà Elon Musk mua lại đó có đúng luật hay không, có điền đầy đủ giấy tờ hay không. Và ở phần cuối video này đó cũng giống như là một chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo Thì các bạn đã biết là đây là một account mà thôi và các bạn đã cùng nhau tạo ra Trong những thời điểm rất là khó khăn các bạn Hồi tháng 4 của năm 2022 Lúc đó giá là 46.622 Rồi sau đó giá giảm xuống còn có 15.000 vào cuối năm đó Và đối với là chúng ta bắt đầu là vào cũng ngày đó các bạn lúc giá y tờ là 3.514 đô và mỗi một tuần đó chúng ta cùng nhau chung mình giá 100 đô vào Bitcoin, 100 đô vào Ethereum Thu lựa chọn cái số chẵn cho nó dễ hiểu chứ còn các bạn có thể là thử với bất cứ cái số lượng nào để xem coi là các bạn chung mình giá đó một thời gian dài thì kết quả ra sao và kết quả là lúc Bitcoin trở về khoảng chừng 20.000 đô đó thì lúc đó cái account demo này đã có lời rồi các bạn Và ngay bây giờ account demo đang có lợi là 69.09% Trong đó chúng ta nhìn thấy được là Nếu như mà tính riêng về Bitcoin đó Thì đang có lợi là tới 87.8% Ethereum đó thì trong cùng thời gian đó Có lợi ít hơn là 48.36% Cái giá trung bình mà chúng ta tích lũy Bitcoin đó trong vòng cái thời gian đó là gần 2 năm các bạn là ở mức 25.594 và cũng tương tự chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì cái giá trung bình chúng ta tích lũy là 1.685 và ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin đã trở về cái mức chúng ta bắt đầu tích lũy rồi nhưng mà Ethereum nó thì vẫn còn cách rất là xa Ethereum bây giờ chỉ là 2.500 đô mà thôi trong khi mà chúng ta bắt đầu mức là 3.500 đô thì ngay bây giờ chúng ta đang có lãi là gần 70% khi mà giá Bitcoin trở về đỉnh cũ 69.000 đô thì các bạn có thể nghĩ là phần trăm này sẽ như thế nào và khi chúng ta phá đến cũ là đỉnh mới thì phần trăm này sẽ ra sao và đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn khi đầu tư dài hạn đó trung bình giá thì kết quả sẽ như thế nào đây là một cách làm cực kỳ đơn giản mỗi tuần thì chúng ta chỉ 100 đô và Bitcoin 100 đô tuy nhiên không cần biết là giá cái ra sao hay là tình hình thị trường như thế nào chúng ta cứ điều đặn như thế chỉ đòi hỏi là các bạn cần có một cái nguồn tiền ổn định mà thôi và thường là những người mà theo trường phái trung bình giá dài hạn thì các bạn cần phải có một cái nguồn thu nhập ổn định như là đi làm chẳng hạn và các bạn cần phải chọn một cái tài sản mà các bạn có lòng tin phát triển dài hạn chúng ta hôm nay cũng sẽ tiếp tục trung bình giá 100 đô và Bitcoin và 100 đô vào Ethereum các bạn thì bởi uh, cái mức giá bây giờ 100 đô mua được rất ít Bitcoin và cũng như thường, thường hay chia sẻ với các bạn khi các bạn trung bình giá đó thì thời điểm tốt nhất đó chính là cái uh, thời điểm giá thấp các bạn tại vì cung một số tiền khi mà có thể mua được nhiều Bitcoin hơn khi mà giá lên như thế này uh, thì các bạn chỉ có thể mua được ít Bitcoin hơn mà thôi giống như chúng ta có thể thấy được là 100 đô chúng ta có thể mua được bây giờ là 0 00208 Bitcoin thôi sẽ bấm submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho Bitcoin và đối với lại Ethereum thì cũng tương tự các bạn chúng ta cũng sẽ mua 100 đô vào Ethereum thì ở mức 2.500 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.04 Ether mà thôi Thuân sẽ bấm Submit thì các bạn thấy được đây là coi như chúng ta cũng đã xong chung mình giá cho tuần này. Thì một điều khác hơn muốn chia sẻ với các bạn là khi các bạn nhìn vào cái phần trăm giống như là đang có lãi là 69.09%, có thể là nhiều bạn cảm thấy được là hai năm qua thì cái này coi như là cũng tốt nhưng mà không có tốt bằng khi mà các bạn thấy là nhiều người Họ có thể có được cái lợi nhuận là vài trăm phần trăm Hoặc là vài ngàn phần trăm Nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu đây đó Là cái lợi nhuận đó là từ một lệnh Có nghĩa là cái lệnh đó là một phần của tổng cái danh mục đầu tư mà thôi Hay là cái phần lớn hơn Giống như là trong trường hợp này đó Khi chúng ta nói tới là 68.09% Đây là lợi nhuận của nguyên cái portfolio của các bạn Nguyên cái danh mục đầu tư luôn Chứ không phải là một phần của danh mục đầu tư hay là một lệnh nào đó, cho nên nó có sự khác biệt rất là lớn khi chúng ta nói tới là cả một dân đầu tư có thể có được sự tăng trưởng như thế này. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance aliex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.